điểm 9,5 để thu về 30,5 điểm sau 2 vòng thi. Ngay khi có được kết quả, Trấn Nguyên đã không ngăn được dòng cảm xúc khi không thể giành phần thắng trong trận đấu này. Và ngay sau đó, Quang Anh cũng đã có những lời động viên kịp thời tới Trấn Nguyên. Anh đừng khóc nữa, vì ban đầu là trước vòng này thì em cũng không nghĩ là em sẽ đấu với anh đâu. Vì là trước vòng này thì anh sẽ đấu với anh Phùng Thế Dương, và anh Thế Dương là người cao tuổi nhất ở vòng bảng này. Nhưng em rất vui vì hôm nay được đấu với anh. Với 1,5 điểm nhiều hơn, Chelsea của Quang Anh đã vượt qua hai đội bóng thành Manchester của Quốc Bảo và Trấn Nguyên để chính thức lên ngôi vô địch bảng C và sẽ góp mặt trong chương trình Boxing Day diễn ra vào ngày 26 tháng 12 trên Ca Cộng cùng Vũ Trấn Hưng và Đặng Hoàng Lâm. Xin được chúc mừng thí sinh nhỏ tuổi nhất của chuyên gia nhí ngoại hạng Nguyễn Trường Quang Anh. Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Quang Anh, chuyên gia nhí ngoại hạng. Hãy theo dõi và ủng hộ tớ ngày Boxing Day 26 tháng 12 trên các kênh nhé. Tạm biệt, goodbye.